Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2, môn khoa học tự nhiên 6. Nội dung ôn tập bao gồm các bài: bài 35, lực và biểu diễn lực; bài 36, tác dụng của lực; bài 37, lực hấp dẫn và trọng lượng; bài 38, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc; bài 39, biến dạng của lò xo, phép đo lực; bài 40, lực ma sát; và bài 41, năng lượng. Chúng ta bước vào chi tiết nội dung của từng bài. Đối với bài 35, lực và biểu diễn lực, các em phải nêu được khái niệm lực là gì. Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Lực được ký hiệu bằng chữ F và đơn vị đo của lực là Newton, ký hiệu là N. Để biểu diễn lực, mỗi lực được biểu diễn bằng một mũi tên có gốc là điểm đặt mà lực tác dụng lên vật. Về hướng, bao gồm có phương và chiều, cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy. Chiều dài, biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước. Bài 36, tác dụng của lực. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động. Khi có lực tác dụng vào vật, thì vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động. Vật chuyển động bị dừng lại. Vật chuyển động nhanh lên. Vật chuyển động chậm lại. Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng khác. Sự biến dạng của vật. Sự biến dạng là sự thay đổi về hình dạng của một vật. Ví dụ, gió tác dụng một lực làm cho cây bị đổ, hoặc lấy tay bóp quả bóng thì làm nó bị biến dạng. Lực hấp dẫn và trọng lượng. Đối với bài này, các em nêu được khái niệm khối lượng là gì? Khối lượng là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì cái khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh. Ví dụ, trên vỏ hộp sữa có ghi khối lượng tịnh là 380 gram, con số đó chỉ khối lượng sữa ở bên trong hộp. Lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng. Ví dụ, lực hấp dẫn giữa mặt trăng và trái đất, hay lực hấp dẫn giữa hai quyển sách đặt gần nhau. Về trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật là độ lớn của lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Trọng lượng của vật được ký hiệu là chữ P. Trọng lượng của quả cân 100 gram sẽ là 1 Newton. Trọng lượng của vật có khối lượng 1 kg là 10 Newton. Bài 38, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật hoặc một đối tượng gây ra lực có sự tiếp xúc với vật hoặc đối tượng chịu tác dụng của lực. Ví dụ, tay ta tác dụng một cái lực đẩy vào thùng hàng thì tay của ta và thùng hàng đã có tiếp xúc với nhau. Hoặc là gió tác dụng một cái lực đẩy lên cánh bồm làm cho thuyền chuyển động thì gió và cánh bồm có tiếp xúc với nhau. Lực không tiếp xúc. Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật hoặc đối tượng gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật hoặc đối tượng chịu tác dụng của lực. Ví dụ, nam châm tác dụng một cái lực hút lên miếng sắt, nhưng mà nhìn cái hình này thì nam châm và miếng sắt không tiếp xúc với nhau. Tương tự, lực hút của hai thanh nam châm. Hai thanh nam châm không tiếp xúc với nhau. Bài 39, biến dạng của lò xo, phép đo lực. Các em quan sát hình. Một lò xo được móc vào một cái giá. Chiều dài ban đầu của lò xo là L0. Sau khi treo vào cái đầu kia một quả nặng thì chiều dài của nó là L. Vậy độ biến dạng của lò xo khi đó là L trừ L0. Thực hành đo lực bằng lực kế. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. Đây là cấu tạo của một cái lực kế thường dùng. Các bước đo lực bằng lực kế. Bước 1, ước lượng giá trị lực cần đo.
Bước 2, lựa chọn lực kế phù hợp. Bước 3, hiệu chỉnh lực kế. Bước 4, thực hiện phép đo. Và bước 5 là đọc và ghi kết quả đo. Bài 40, lực ma sát. Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của hai vật. Ví dụ, khi ta đẩy thùng hàng chuyển động ở trên mặt sàn, thì giữa mặt sàn và thùng hàng có cái lực ma sát. Lực này xuất hiện làm cản trở sự chuyển động của thùng hàng. Độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa các vật. Mặt tiếp xúc gồ ghề thì lực ma sát sẽ sinh ra lớn. Mặt tiếp xúc nhẵn thì lực ma sát sẽ sinh ra nhỏ. Ma sát trượt. Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. Đây là các ví dụ cô đưa ra. Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động ở trên đó. Đây là các ví dụ về lực ma sát nghỉ. Tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát. Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở quá trình chuyển động của các vật. Lực ma sát giúp cho xe này không bị trơn trượt hay là sa lầy trên những cái đoạn đường trơn hay sa lầy trên những cái đoạn đường mà bùn lầy. Trong trường hợp này thì lực ma sát đã thúc đẩy sự chuyển động của xe. Hay là một cái ví dụ khác, khi ta đẩy một cái thùng hàng, giữa mặt đất và thùng hàng sẽ xuất hiện một cái lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt này có tác dụng cản trở chuyển động của thùng hàng. Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ. Khi ta đi ô tô xuống dốc thì ta dùng phanh để làm cho ô tô đi chậm lại hoặc là dừng hẳn, tránh gây tai nạn khi tham gia giao thông. Lực cản của không khí, khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật. Các vận động viên khi đua xe thường cúi khom người xuống và coi như là cái người song song với mặt đường để hạn chế lực cản của không khí tác dụng vào người, giúp cho xe được đi nhanh hơn. Nếu không có lực cản của không khí thì khi mà chúng ta thả một cái hòn bi hoặc là một cái lông chim ở cùng một cái độ cao thì chúng sẽ rơi như nhau và đó được gọi là môi trường chân không. Bài 41. Năng lượng. Các dạng năng lượng. Theo nguồn tạo ra năng lượng phân loại theo các dạng. Động năng là năng lượng mà một vật có do chuyển động. Thế năng hấp dẫn, năng lượng có được khi vật có một cái độ cao so với mặt đất. Thế năng đàn hồi là những vật như là lò xo hay là dây cao su khi bị biến dạng có năng lượng ở thế năng đàn hồi. Nhiệt năng là năng lượng phát ra từ các nguồn nhiệt. Quang năng là mặt trời, ngọn lửa, bóng đèn phát ra ánh sáng. Ánh sáng mang năng lượng gọi là quang năng. Điện năng, năng lượng tạo ra bởi dòng điện thì được gọi là điện năng. Hóa năng là năng lượng do quá trình biến đổi hóa học tạo ra. Nếu mà phân chia theo nguồn gốc vật chất của năng lượng thì năng lượng được phân loại theo các dạng là năng lượng chuyển hóa toàn phần, là dạng năng lượng được sinh ra từ nhiên liệu hóa thạch như là than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên. Năng lượng tái tạo là dạng năng lượng như là năng lượng ánh sáng mặt trời, gió, thủy triều. Theo mức độ ô nhiễm môi trường thì năng lượng được chia thành năng lượng sạch, đó là năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều. Một dạng năng lượng nữa đó là năng lượng gây ô nhiễm môi trường là năng lượng hóa thạch. Về đặc trưng của năng lượng thì năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo. Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy sẽ giải phóng ra năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn liên tục được coi là vô hạn, ví dụ như là mặt trời, gió, thủy triều, sóng. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em thi thật tốt.